Chào thầy và các bạn, mình tên là Lên Kiệt, mã số sinh viên 181-46-152, học lớp vi điều khiển sáng thứ tư tiết 345 của thầy Hiệp. Sau đây em xin trình bày bài tập 7 mà thầy đã giao. Yêu cầu bài tập 7 là viết chương trình điều khiển nội dung lên LCD như sau. Dòng 1 hiển thị họ tên sinh viên, dòng 2 đếm giờ phút giây. Vẽ sơ đồ nguyên lý, viết lưu đồ, viết code và mô phỏng. Đầu tiên, sơ đồ nguyên lý. Tiên chọn vi điều khiển bit 1CF887. Tiếp theo, tạo nút nhấn kết nối, nút nhấn reset kết nối vào chân master lead của vi điều khiển. Tiếp theo, tạo bộ dao động ngoài với thạch anh, sử dụng thạch anh 20mm kết nối vào chân 13 14 của vi điều khiển. Dùng LCD và kết nối cái chân vào VCL, chân VSS nối vào ZND, VDD thì nối vào 5V, cái chân reset thì kết nối vào chân E0, read write nối chân E1, enable nối vào chân E2. Bốn chân từ D0 đến D3 thì được nối xuống mát, còn bốn chân dữ liệu D4, D5, D6, D7 nối vào bốn chân ở bậc D, D4, D5, D6, D7. Như vậy đã xong sơ đồ nguyên lý. Tiếp theo về lưu đồ. Đầu tiên, khai báo thư viện. Khai báo thư viện LCD cấu hình các chân. Tạo các biến giờ phút giây. Đầu tiên, viết câu lệnh cho hiển thị tên Lên Kiệt, tên hàng 1 của LCD. Tiếp theo vào chương trình tiếp theo thì đầu tiên cho kiểm tra giây thì có bằng 60 hay không. Nếu giây bằng 60 thì phút sẽ đếm lên một đơn vị và kháng giây bằng 0. Nếu sai thì kiểm tra phút có bằng 60 hay không. Nếu đúng thì giờ sẽ tăng lên một đơn vị và phút kháng về 0. Nếu sai tiếp theo thì kiểm tra giờ có bằng 24 hay không. Nếu giờ bằng 24 thì sẽ kháng giờ bằng 0. Thực hiện lệnh hiển thị dòng hiển thị lên LCD ở hàng 2 là clock 2 chấm giờ, 2 chấm phút, 2 chấm giây. Và cho biến giây tăng lên một đơn vị, sau đó quay về ban đầu. Ở đây là quay về để kiểm tra lại vòng lặp. Tiếp theo là viết code. Tiên khai báo thư viện 16F87.h, sử dụng gọi là Field HS là chế độ làm việc của điều khiển ở chế độ làm việc cao. Sử dụng hàm delay để thạch anh 20mm. Cấu hình các chân như hồi nãy đã kết nối ở sơ đồ nguyên lý thì ta kết nối chân enable của LCD vào chân E2, chân reset của LCD vào chân E0, chân read write của LCD vào chân E1. Bốn chân dữ liệu của LCD là từ data 4 đến data 5, data 6, data 7 sẽ kết nối vào chân D4, D5, D6, D7. Tiếp theo là khai báo thư viện của LCD cùng câu lệnh include LCD.c và khai báo các biến giờ phút giây. Vào chương trình chính, đầu tiên chọn bọc D và bọc E là các cổng số dữ liệu. Câu lệnh khởi tạo LCD là LCD init. Tiếp theo là chuyển con trỏ về dùng câu lệnh LCD go to XE là 4 và 1. 1 là hàng 1, 4 là vị trí cộng 4 đếm vào. Và LCD Pussy là cho hiện cái chữ lên kịp lên LCD. Như vậy đã xong phần
hiện tên lên hàng 1 USD. Tiếp theo là ban đầu cho các biến giây, phút và giờ là bằng 0 vào vòng kiểm tra. Đầu tiên kiểm tra giây có bằng 60 không? Là if giây có bằng 60 không? Và thực hiện câu lệnh là cho giây bằng 0. Nếu giây bằng 60 thì cho giây về b về 0 và phút tăng lên 1 đơn vị. Tiếp theo là kiểm tra phút có bằng 60 không? Nếu phút bằng 60 thì sẽ gắn phút bằng 0 và giờ tăng lên 1 đơn vị. Tương tự, kiểm tra giờ có bằng 20 hay 24 giờ hay không? Nếu bằng thì sẽ gắn giờ bằng 0. Và thực hiện đầu tiên là LCD go to XY 22, tức là sẽ vị trí con trỏ số hàng 2 và vào ô thứ hai để hiển thị lên nội dung là clock 2.02 u giờ. Clock là cái tên đồng hồ mình đặt ở hàng 2 cùng với giờ phút giây. Còn phần trăm 02 u là cho giờ hiển thị bằng hai số thì hai số và hiện lên cả số 0. Tương tự, phút cũng giúp được hiển thị với câu lệnh là printf lcd pushy 102 u phút và printf lcd pushy 102 u giây để hiển thị giây và giây mỗi lần tăng một đơn vị. Sau đó go to kiểm tra để quay lại thực hiện vùng lập. Đây chúng ta hãy compile lại. Sau đây sẽ nạp code vào để mô phỏng. Họ tên Lê Anh Kiệt. Hàng 2 thì hiện lên dòng clock. Đây là giờ, phút và giây. Khi giây tăng lên 60 thì phút sẽ tăng lên 1 anh chị. Giờ mình đang chờ xem phút 60 thì giờ có tăng lên 1 hay không. Mình thấy là phút lên 60 thì giờ cũng sẽ tăng lên 1. Như vậy là đã thỏa mãn yêu cầu đề bài mà thầy đưa ra. Lần bài của em là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.